từ thành phố Y tên chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả và các bạn khắp nơi đang theo dõi trên chương trình Người Việt Channel. Và thưa quý khán giả, hôm nay là thứ sáu ngày 30 tháng 6 năm 2023. À, trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an bên gia đình và người thân. Và à, xin kính chào anh Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào tất cả quý khán giả và chào anh Nguyễn Hoàng Bách à. ạ. Dạ. dạ vâng, thưa quý khán giả, anh Đỗ Thông Minh trong cái chương trình vừa rồi đó thì có nhiều khán giả đề nghị là mời anh Đỗ Thông Minh trở lại dạ. cho nên chúng tôi cũng tôn trọng. Do đó chúng tôi mời à, học giả Đỗ Thông Minh trở lại. Dạ. À, trước khi mà thảo luận chương trình thì thưa anh Minh có một cái tin mà mình có thể gửi đến quý khán giả. Ngày hôm dạ. đó, tức là ngày 29 tháng sáu yeah. thì ông ông Lê Hoài Trung là một cái nhân vật của là về mặt ngoại giao cao cấp sát bên cạnh của ông uh, Nguyễn Phú Trọng tức là yeah. tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới yeah. vừa đặt chân đến nhà Hoa uh, Thịnh Đốn và yeah. ngày hôm qua ông có tiếp xúc với ngoại trưởng của Hoa Kỳ Anthony Blinken bên cạnh yeah. của ngoại trưởng Hoa Kỳ đó còn có ông Daniel Reitman ông này là trợ lý uh, cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặt trách về vấn đề Đông Nam Á. Và chúng ta biết là trước đây, ông cũng đi, trước khi mà ông Blinken đi tới Bắc Kinh, đó, thì ông cũng đi Bắc Kinh trước để mà thu xếp, rồi sau đó thì ông Blinken mới tới Bắc Kinh. Thì yeah. cái sự có mặt của ông Lê Hoài Trung đây, đó người ta cho rằng là đang có sự thảo luận về vấn đề giao yeah. Nhưng mà người yeah. người ta tiên đoán, các bình luận gia họ tiên đoán đó là có lẽ là họ sắp sửa một chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trạm đến thăm tòa Bạch ấp vào tháng bãi này. Chúng ta chưa biết sao, nhưng mà đây là một cái tin mà có nếu mà có đi tới tháng 7 này đó, thì có lẽ cái đối tác à, à, toàn diện đó với Việt Nam đó, nó sẽ nâng lên cái đối tác cao hơn. Chúng ta chờ xem thử như thế nào. Việt Nam thì hứa hẹn nhiều lần, nhưng mà lấy giờ này thì cũng chưa có những cái gì cụ thể. Chúng ta chờ xem. Bây giờ trở lại vấn đề với anh Đỗ Thông Minh thưa quý anh, anh Đỗ Tông Minh ngày hôm nay thì khi mà tường trình tới những vấn đề thì chúng tôi có thể nêu lên một vài cái sự kiện với anh Minh có thể cho nhận xét cho vấn đề là thứ nhất là trên mạng xã hội ở Việt Nam cái hình ảnh của một phu nhân của tổng thống à, Nam Hàn ghé thăm Việt Nam cái hình ảnh này nó đã làm cho các báo mạng ở trong nước à, chú ý rất là nhiều đó là cái điểm thứ đã. nhất điểm thứ đã. hai chiếc tàu sân bay à, hay là từ hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã ghé hải cảng Đà Nẵng từ ngày 25 tới ngày 30 tức là ngày hôm nay sắp có lẽ là ngày hôm nay họ sẽ rời hải cảng Đà Nẵng đó thưa anh Minh thì bây và giờ vâng. thư anh Minh đây là cái hình ảnh mà chúng tôi muốn nêu lên chúng tôi rất và và... là chúng tôi có đạp trên cái Facebook của anh Bùi Chí Bình một nhà thơ nổi và... tiếng ở trong nước ở Sài Gòn thì anh Đà. đưa lên hình ảnh của phu nhân của tổng thống nam hàn tới thăm một cô nhi viện mà ôm một Đà. em bé này rồi bên cạnh Đà. anh có để một cái hình ảnh của đệ nhất phu nhân của việt nam cộng hòa là bà nguyễn văn thiệu cũng ôm một Đà. em mà tới thăm cô nhi viện điều đó chứng tỏ là mấy bà phu nhân này rất là quan tâm tới em bé mặc dù làm xã Đà. hội thiện nhưng mà trên mạng xã hội họ thấy Phu nhân của các vị lãnh đạo ở trong nước thì không bao giờ thấy tới thăm các cô nhi viện. Thì xin anh Minh cho cái nhận xét của anh, à, mời anh. À, dạ vâng, thưa với anh về cái vấn đề à, các vị phu nhân á, thì ngày xưa ở miền Nam, à, vợ ông Kỳ cũng vậy và vợ ông Thiệu cũng vậy. Còn thường à, cố gắng à, đi làm một số những cái công tác xã hội à, thì chúng ta cũng được biết như vậy nhưng mà đối với các nước cộng sản không riêng gì Bắc Việt Nam, thường thường thì lại giấu gia đình. Họ chỉ xuất hiện thôi chứ ít khi nào có vợ đi bên cạnh. À, và ít khi nào có cái chuyện mà bà vợ đi làm những công tác xã hội. À, tôi không biết nguyên do chính nó tại làm sao nhưng mà theo cá nhân chúng tôi nhận định đó thì cái nội tình thượng tầng à, của các Đảng cộng sản đó đó là một sự tranh chấp bè phái ghê gớm lắm. Cho nên là tất cả những ông lớn đó đó đều phải giấu lý lịch dấu uh, tông tích gia đình họ hàng sợ bị bắt sợ bị uh, uh, làm con tin vân 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 chính vì vậy mà chúng ta thấy là thường là các lãnh tụ uh, xuất hiện còn thỉnh thoảng lắm á, thì mới có các bà đi mà thường thường là thí dụ như Việt Nam thì là các ông đi công tác hải ngoại thì kéo bà đi vậy thôi nhưng mà bà đi thì hay ở tại Việt Nam thì cũng không có những cái công tác xã hội uh, mà đáng lẽ là rất thích hợp với các bà thì cũng không thấy làm thì cái đó là cái cái chuyện mà chúng ta cũng có thể uh, phần nào nhìn ra cái xã hội nó là một cái xã hội là uh, tranh chấp và bí mật đó là chính để bảo vệ chính mình chứ không phải là một cái xã hội mở đó, đó thì mình chỉ biết tổng quát như vậy thôi rồi, bây giờ thì chúng tôi xin nói về cái chuyến viếng uh, thăm của vợ chồng tổng thống Hàn Quốc từ ngày 22 tới ngày 24 tháng 6 chuyện nó đã qua rồi nhưng mà cái dư âm để lại rất là lớn À, dù gì đi chăng nữa thì chúng tôi cũng muốn nói tới tổng thống Hàn Quốc trước rồi sẽ nói tới chuyện bà vợ sau nha yeah. à, thì thưa quý vị tổng thống Hàn Quốc đó, tên trong tiếng Hàn Quốc thì nó đọc là Yun Suk Yeol nhưng mà trong tiếng Hán Việt à, ngôn ngữ của Hàn Quốc thì nó đặc biệt như thế này à, họ đã chuyển sang cái loại ký âm à, của họ và họ đọc gọi đó là thiên văn tự tức là cái chữ mà trời cho đó thì ngày xưa bắt đầu họ cũng dùng chữ Hán rồi sau đó, đó thì họ chuyển sang cái thiên văn tự đó là những cái từ ký âm nhưng mà họ viết theo cái, cái 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 quán tính là chữ hán cho nên họ viết nó trong một cái ô vuông nếu mà ai ở uh, coi như là ở uh, uh, gần đi Tân Sài Gòn đó ở uh, cạnh khu Hàn Quốc đấy, thì chúng ta thấy là doanh nghiệp Hàn Quốc rất là nhiều thì họ viết bằng cái loại chữ đó và báo của Hàn Quốc cũng vậy toàn viết bằng chữ đó không trừ trường hợp là viết tên người đó. À, trên cái danh thiếp cũng như trên báo chí thì khi mà tới tên người thì đa số họ lại dùng chữ hán và có khi thì họ mở ngoặc họ phiên âm tức là cả một cái tờ báo hầu như không có chữ hán nữa là cái ký tự riêng của họ nhưng mà tới tên người thì họ hay viết đó thành ra chúng ta gọi thì chúng ta cũng thấy là chúng ta có thể đọc theo âm uh, mà người hàn mà người uh, những cái báo tiếng anh họ phiên âm còn thứ hai nữa nếu mà chúng ta nhìn vào chữ hán á, thì chúng ta có thể đọc theo tiếng hán việt À, thí dụ như là các lãnh đạo ở, ở Trung Quốc thì hầu hết chúng ta dùng tiếng Hán Việt, ông Tập cận bình, ông Giang Trạch Dân, ông Mao Trạch Đông vân vân. Nhưng mà tới Nhật đó, thì chúng ta lại dùng tên à, gọi bằng Hán Việt của người Nhật trừ trường hợp đặc biệt. thí dụ như chúng ta nói Minh trị thiên hoàng thì cái chữ đó nó quen rồi. Nhưng mà còn đa số những người khác đó, thì chúng ta dùng bằng cái âm của người Nhật. Còn trong trường hợp này đó thì hàn quốc bao giờ cũng vậy báo tiếng anh viết bằng phiên âm ở latin à, và nếu mà chúng ta trong tự điển bây giờ thì hầu hết họ đều viết cái tên gốc bằng chữ hán cho nên chúng tôi phiên ra thì uh, tên ông là doãn tích duyệt và tên bà là kim Kiông hy thì uh, tiếng hán việt là kim kiến hy kiến là kiến trúc kiến tạo hy là hy hi hữu thì cái đó nó chỉ là cái tên thôi thế thì thưa quý vị là cái chuyến đi của À, Tổng thống Hàn Quốc tới Việt Nam cũng là một cái sự kiện khá đặc biệt, nó không rầm rộ như Tổng thống Mỹ tới Việt Nam là dân chúng đổ ra đường thế này thế kia thì không có. Nhưng mà từ lâu rồi, à, từ sau 30 tháng 4 75 thì có lẽ Việt Nam với Hàn Quốc đã có một cái mối bang giao tương đối là tương đối nha là tốt đẹp, không có đến lỗi có những cái tranh chấp. Mặc dầu quá khứ thì quân Hàn Quốc cũng đã tham gia với lại miền Nam đã đánh nhau, thế thì. À, cái vấn đề là Hàn Quốc trong vòng 30 năm qua đã vươn dậy từ một cái nước cũng nghèo nàn mà nhất là sau cái uh, chiến tranh uh, Triều tiên thì quý vị tưởng tượng là phía bắc tràn xuống đi qua Seoul rồi Mỹ đánh bật lên đi ngang Seoul là lần thứ hai rồi chín uh, nguyện quân 962 chí nguyện quân của tàu lại đánh xuống đi qua Seoul rồi Mỹ lại tiệm, tiếp viện đánh lên tức là thành phố Seoul trải qua bốn 4, 4 lần quân đội tràn qua thì anh biết nó cũng giống như quảng trị bốn <laughs> lần bị chiếm qua chiếm lại thế mà bây giờ thì tôi cũng có cơ hội thăm hàn quốc ba lần thành ra chúng tôi được biết là nước mình sáu mươi chín là núi nước nhật bảy mươi sáu mà hàn quốc có thể hơn tám mươi cho nên đó là cái vùng đồng bằng rất là ít và cái đồng bằng lớn nhất là cái đồng bằng của thành phố uh, seoul tức là hán dương thành đô đó và cái con sông bắt gang đó, đó nó cũng đọc là sông can thì nhiều người việt nam không biết đó, tưởng là sông hàn thì cái tên của cái nước này cũng đặc biệt lắm thí à, dụ như chúng ta thấy là lúc thì triều tiên này lúc thì cao ly này lúc thì korea này lúc thì hàn quốc này lúc thì bắc triều tiên rồi này nam triều tiên vân vân có rất nhiều cách gọi nhưng mà có một cái điểm chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị là đôi khi chúng ta gọi sâm cao ly nhưng mà tôi tra chữ hán thì nói lại là cao lệ cao quý và lệ là đẹp diễm lệ đó chứ không phải là cao ly thì có lẽ vì Korea rồi mình mình từ đó là mình phiên âm nhầm sang thành cao ly chăng đó đó là một chuyện thứ hai là con sông chảy ngang Seoul đó, người ta gọi là sông Can thì là nước là nước Hàn cho nên người ta gọi đó là sông Hàn nhưng thực ra chữ Hán của nó tên của nó là sông Hán nó y như là nhà Hán này dân tộc Hán vậy đó đó con sông nó là Hán Giang chứ không phải là Hàn Giang đó nhưng mà đọc đều là can hết đó, thì đại khái nó có những cái vấn đề như vậy à, thế thì à, coi như là thủ đô Seoul cộng với phụ cận lên tới khoảng hai chục triệu dân quý vị tưởng tượng không hai chục triệu dân thành ra có như đa số tập trung ở đó và nó cách cái vị tuyến bằng tám chừng khoảng có năm mươi cây số thôi nếu mà ai đi Seoul có thì giờ thì nên ghé lên vùng biên giới để mà xem à, những cái chỗ phân chia hoặc là nó có cái đường hầm số bốn mà bên phía bắc triều tiên đã đào rồi về sau đó có một người tham gia cái đào đó họ đã đào thoát à, xuống miền nam và họ tố cáo thành ra miền nam triều tiên mới thăm dò từ phía này đục tới cái đường hầm đó những cái đường hầm mà bắc triều tiên nó đào đó mục đích là để nếu mà có chiến tranh thì nó sẽ đổ bộ không phải là trên mặt đất mà bằng đường hầm tức là có thể nửa trong nửa ngày là có thể một sư đoàn có thể đi qua cái đường hầm đó đó thế thì tất cả có khoảng chừng bốn cái đường hầm nhưng đây là cái đường hầm quan trọng nó đào mà khi nó đào như vậy thì vấn đề quan trọng nhất là nó phải giấu mỗi khi mà nó đem đất cát đi đúng không đó phải giấu để cho bắc triều tiên không nam triều tiên không biết nhưng tới giờ thì họ đã khám phá ra và họ mở cửa cho du khách có thể xuống thăm cái hầm đó đã, đại khái như vậy thế thì thưa quý vị là cái chuyến đi lần này của ông à Doãn tích duyệt thì à, cùng với phái đoàn doanh nghiệp rất là đông, coi như đại diện của 205 doanh nghiệp, tức là có lẽ đầy áp một cái chuyến phi cơ của ông ta, thường thường các lãnh đạo Việt Nam đi thì cái chuyến phi cơ khoảng 140 tới trăm rưỡi người, còn đây tới 205 người. Thì chúng tôi cũng xin nói thêm về vấn đề tân tổng thống Hàn Quốc. Hàn Quốc á, sau những cái thời gọi là có thể nói là à, loạn lạc ở trong cái thượng tầng rồi các tổng thống thì bị bắt và Hàn Quốc là cái quốc gia mà tổng thống bị bắt và bị ra tòa nhiều nhất. À, cho nên Hàn Quốc cũng giống như Philippines là cho tổng thống chỉ có một nhiệm kỳ là một nhiệm kỳ 5 năm. Bên uh, lực Tân cũng vậy, có một nhiệm kỳ thôi. Thành ra cái ông tổng thống trước nhiệm kỳ trước á là một người tương đối là cởi mở, tức là tạm gọi là theo cái phái liberal cho nên cũng có muốn bắt tay với lại phía Bắc Triều Tiên nhưng mà cái quan trọng nhất, nhất vẫn là cái đồng minh mỹ cho nên uh, những cái thời thí dụ như ông kim đại trung v v đó, uh, trung đô quang thì cũng có một vài thời là uh, muốn tìm một cái giải pháp nào đó với bắc triều tiên nhưng mà chúng tôi ở đây ấy, thì chúng tôi thấy bắc triều tiên luôn luôn có những cái thái độ rất là cứng rắn và họ rất là coi thường nam triều tiên cũng như là coi thường nhật bản lúc nào cũng là nói chuyện với mỹ và chửi mỹ từ đầu dưới cuối là họ dùng những cái ngôn từ rất là ghê gớm tức là đánh bạt nước Mỹ ra khỏi quả địa cầu chẳng hạn như vậy hay là hỏa tiễn xuyên lục địa của chúng tôi sẽ đốt cháy tòa mạch cung vân vân đó là Bắc Triều Tiên là dùng toàn những ngôn ngữ kiểu đó hết cho nên rằng là à, nói chuyện với Bắc Triều Tiên thì thực ra không phải mới đã, đã Mỹ đụng với Triều Tiên từ năm 50 tới năm ba, từ năm 50 tới giờ bảy mươi mấy năm rồi hai bên biết nhau nhiều lắm và đã có một dạo nó đi tới cái phà hiệp là bốn hay sáu quốc gia tham dự để giải quyết cái vấn đề nguyên tử ở bắc ở triều tiên thì mỹ đã rút hết rồi nhưng mà nam triều tiên lúc đầu đã tham gia cái iaea tức là hạn chế uh, phổ biến vũ khí nguyên tử nhưng cuối cùng họ đặt vấn đề này vấn đề kia họ rút ra và từ đó họ thử một loạt và tiến nguyên tử và tới nay là lần thứ 10. lần đầu tiên là trái bom nguyên tử có cái sức nổ lại chiến thuật tương đương khoảng 1.000 tấn chất nổ và cái lần cuối cùng nó cách đây chừng 4-5 năm đó thì là nó là gần như là bom hát rồi nó là 100.000 tấn chất nổ tức là cỡ gấp mà uh, 16 gấp 5 6 lần gấp 5 6 lần cái bom thả xuống Hiroshima nó là bom hát rồi bom hát thì cái bom A đó mới chỉ là cái ngòi nổ của bom hát thôi thành ra chính Bắc Triều Tiên thì cũng tuyên bố xác nhận là chúng tôi có bom hát nhưng mà từ khi nói chuyện với ông Donald Trump thì họ không thử vũ khí nguyên tử nữa nhưng mà thử tất cả các loại hoàn tiến khác thì vẫn thử thường xuyên rất là nhiều thế thì đối với ông tân tổng thống bây giờ lên đó, thì ông lại có thái độ khác hẳn nó cũng giống như nước mỹ vậy. hai tổng thống lên thường thường ngược chiều nhau ông này thì tỏ ra cứng rắn và rất là thân mỹ và kể cả có thể sẽ vượt qua một cái trở ngại lớn của hàn quốc đó là mối băng giao với nhật bản vì cái chuyện quá khứ nhật bản đã À, cai trị à, Hàn Quốc từ năm 1930 tới 1945 tức là khoảng 35 năm đối với một người có cái tầm nhìn coi như là à, hơi cực đoan á, thì lúc nào cũng chỉ trích nhà hết nhưng mà có những người sử gia có những người nghiên cứu thì họ cho rằng là hai nước quan hệ hàng ngàn năm chỉ có 35 năm là không tốt đẹp thì không vì lý do gì mà 35 năm ôm mãi cái hận thù đó mà mà một số những cái người à, bắt uh, nam, uh, nam triều tiên nhưng mà chống nhật đó, thì họ làm cái tượng phụ nữ mà bị người nhật bắt đi theo quân đội nhật đó, làm trước tòa đại sứ hoặc là một vài nơi ở trên nước mỹ làm cái đó để bêu xấu cái chuyện của nhật mà thực ra nhật đó, thì cũng đã nói chuyện với chính phủ uh, nam triều tiên hai bên đã ký kết vấn đề bồi thường hết rồi chứ không phải là nhật làm ngơ nhưng mà những cái nhóm này thì đòi thiên hoàng nhật phải xin lỗi thì đó là một cái chuyện mà nhật chưa bao giờ làm Tại vì Thiên Hoàng Nhật tới nay là 126 đời, từ đầu lịch sử cho tới bây giờ vẫn một dòng họ duy nhất, đó là điều không có nước nào có hết. Cho nên là Thủ tướng xin lỗi và ký kết bồi thường hết rồi, nhưng mà họ cứ đòi Thiên Hoàng phải xin lỗi cho nên Nhật không chịu, đó là cái vấn đề rắc rối. Thì bây giờ ông Tân Tổng thống này đó thì có vẻ uh, dịu hơn và uh, cứng rắn hơn trong cái vấn đề chống cộng. À, cho nên rằng là đã à, kỳ vừa rồi như chúng ta thấy G7 ông cũng có qua bên đây để mà hai bên Nhật với lại à, Hàn Quốc nói chuyện với nhau chúng ta nhớ là cái thời tổng thống Obama cố gắng à, giàn hòa hai cái đồng minh quan trọng của mình ở Đông Á này thì ông Obama ngồi giữa một bên đó là bác bà phát Cần Huệ một bên là ông Shinzo Abe thì ông Shinzo Abe học vài câu tiếng Hàn nói chuyện với bà này coi như là ngỏ lời hay là làm thân nhưng mà cái tính của bà Phát Cận Huệ thì chúng ta thấy không hiểu sao bà độc thân bà vẻ mặt lúc nào cũng lạnh không có cười. Thành ra anh này cười rồi mở lời nhưng mà bà bên kia bà ngồi và vẫn im ru làm như bà không nghe. Thế này. Đó. Thì đại khái cho thấy là cái căng thẳng nó là như vậy. Tức là trên cái vấn đề thỏa hiệp, ký kết thì đã ký kết rồi bồi thường bồi thường rồi nhưng mà một số người chống thì vẫn như vậy. đó Thế thành ra bây giờ thì tình hình nó dễ hơn cho nên là trước giờ đó nhật ít khi nào tập trận chung với lại uh, nam hàn lắm nam hàn là tập trận với mỹ nhật tập, tập trận với mỹ nhưng mà muốn mỹ thì muốn cả ba tập trận chung cho nên là trong tương lai thì hy vọng là mọi chuyện nó sẽ gần với nhau hơn khi mà trung quốc nó bành trướng và đe dọa đài loan thì đe dọa Đài Loan thì cũng sẽ gián tiếp đe dọa Nhật và đe dọa Hàn Quốc. Chính vì vậy mà các nước phải ngồi lại với nhau và coi như là đoàn kết với Mỹ trong cái việc mà lập một cái chiến tuyến à, bao vây cái sự bại chướng của Bắc Triều Tiên. Không những là Nhật, Mỹ mà còn kéo cả Úc và và coi như là Ấn Độ. Nó gọi là cái tứ giác kim cương. Thì không phải là cái chuyện ông qua Việt Nam ông mới được đón tiếp hùng hậu mà ngay cả bên Mỹ như chúng ta biết có ba người được đón tiếp hùng hậu là coi như tổng thống pháp ông Modi và ông uh, uh, tổng thống Hàn Quốc tức là mở đại yến để mà đón mừng và riêng Việt Nam thì chưa bao giờ có lẽ chưa bao giờ một tổng thống của của một nước ở Âu Mỹ hoặc là Á Châu mà theo dân chủ mà được bắn đại bác chào mừng anh để ý không tập bình qua thì được bắn đại bác chào mừng nhưng mà cái người đi đón ấy thì toàn con nít thôi con nít là cái thứ vô thưởng vô phạt nghĩa là bày trưng cho vui phất cờ cho vui thôi đó trong khi đón các tổng thống mỹ thì là dân chúng đổ ra đường đây hết để mà xem xem tổng mặt tổng thống cũng có mà xem cái đoàn xe gọi là quái thú của tổng thống cũng có còn đây là lần đầu tiên mà việt nam bắn đại bác chào mừng một tổng thống của một nước tạm gọi là theo âu mỹ và dân chủ đó. thế thì uh, hai bên đã ký kết với nhau khoảng 100 cái hiệp ước thương mại và cái đầu tư của hàn quốc vào việt nam bây giờ đó là khoảng 80 tỷ đô la và ngoại thương hai chiều ở trong thời gian qua năm 2022 đó là khoảng 78 tỷ và dự trù năm nay đó thì có thể lên hơn nữa tới 90 gần 100 tỷ nhưng mà tôi nghĩ là tình hình khó khăn chắc cũng khó khó đạt có thể chừng tám mấy chín chục tỷ thôi và họ hy vọng là tới năm 2025 đó thì có thể lên tới một 130 tỷ đó là ngoại thương hai chiều thưa đó là cái kỳ vọng thôi tình hình mà không có gì thay đổi quan trọng còn nếu có những cái biến biệt đổi thì à, mọi cái kia nó chỉ là dự thưởng thôi đó thì đó là vấn đề như vậy bây giờ à, thưa xin qua cái trường hợp bà vợ của ông này tức là bà à, Kim chi ông Hy thì à, cái tiếng Hàn Quốc nó viết đặc biệt lắm anh cái chữ đầu là họ đó thì nó viết Hoa tới cái chữ đệm và tên thì nó lại viết liền nhau và chữ đầu viết hoa rồi gạch nối. Thành ra chữ Hy là chữ cuối cùng á là tên á, là không có không có viết hoa. Đó, nó ông viết hoa rồi gạch nối Hy thì đó là Kim Kiến Hy. Thì à, bà này à, qua bên đây thì đã gây sốt dư luận. À, hầu hết là những cái tin có thể là vui bởi vì bà tham gia rất nhiều những cái uh, sinh hoạt trong lúc mà ông chồng họp hành thì uh, bà đi dự những cái sinh hoạt ở uống trà nghe nhạc rồi đặc biệt là thăm các cô nhi viện có trẻ em Việt Nam vân vân thì cái hình ảnh bà bế những trẻ em Việt Nam làm cho cho người ta chạnh lòng người ta đặt vấn đề là sao vợ các lãnh tụ Việt Nam không thấy xuất hiện và không hề thấy trong những cái lần bão lụt thiên tai Việt Nam không hề thấy ra mặt hay là không hề thấy đóng góp giúp đỡ dù chỉ là tượng trưng À, trong khi bà này thì bà qua bà sẵn sàng bà đến đó là lý do tại sao người ta lại đưa lại cái hình ảnh của bà Thiệu là cái người đã lập ra cái bệnh viện vì dân và sau này nó đổi ra thành ra coi như là à, dường như bệnh viện thống nhất đây. Tức là ngoài Bắc thì nó có cái bệnh viện 108 dành cho các uh, uh, quan chức lãnh đạo còn trong Nam thì cái bệnh viện vì dân này bây giờ là coi như bệnh viện hàng đầu trong Nam thí dụ như lúc mà ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ ở Kiên Giang đó thì cũng đưa về Sài Gòn là đưa về cái bệnh viện vì dân này bây giờ thì nó là bệnh viện thống nhất đó thế thì đại khái như vậy thì đặc biệt nhất là bà này mặc áo dài Việt Nam, không? thành ra tỏ cái sự thân thiện rất là cao và cái áo dài này màu xanh đậm này được biết là bà Thanh Tâm tức là vợ của ông võ văn thưởng đã tặng À, và nhìn theo cái áo dài chúng tôi thấy thì có lẽ nó hơi bị rộng hơi rộng nhưng mà cái đó không quan trọng nó là chuyện tiểu tiết thôi thì uh, cái sự thân mật giữa hai bên uh, với cái sự phát triển của Hàn Quốc uh, và được thế giới có vẻ kính trọng hơn và cái GDP của Hàn Quốc từ cái số mười mấy bây giờ đã vượt qua cả nga uh, lên hàng thứ mười trong mười quốc gia trên thế giới thì bây giờ là Hàn Quốc đứng thứ mười thì thưa với quý vị là à, coi như nước Nga là 17 triệu cây số mà Hàn Quốc á, chỉ chưa tới 200.000 cây số vuông nha mà chỉ, dân chỉ có 40 mấy triệu thôi. Tức là à, nước Nga rộng gấp cỡ lần à, 80 lần. Nước Nga đó nha, rộng nước gấp. Nga tới nước Nga tới 17 triệu km vuông đó anh. Đúng ừ. rồi. Dạ 17 rồi. triệu. Yeah. mà bên kia coi như là hai trăm ngàn đi thì anh thấy là nhân gấp năm lần, Thì ra là tám mươi lần gấp tám mươi lần nước nước này và dân số đó cũng là một trăm bốn mươi mấy tức là hơn bên đây một trăm triệu dân mà trong khi tổng sản lượng bây giờ đó là thua Hàn Quốc thưa quý vị là năm một nghìn chín trăm bảy mươi Bắc Hàn và Nam Hàn hai bên có cái thu nhập bình quân tương đương nhau là cỡ hai ngàn đô la rồi từ đó đó cùng một dân tộc hai cái thể chế khác nhau nhưng mà nó sinh ra hai cái khác nhau tức là à, Bắc Hàn đi xuống 2.000 xuống còn có ngàn bảy còn Nam Hàn là 2.000 lên tới 39.000 anh thấy có thể tưởng tượng được không rồi yeah. thêm một cái điểm này rõ nhất là vấn đề con người người của Nam Hàn bây giờ trung bình đó quý vị biết là ăn uống đầy đủ giống như thế hệ con cháu của mình đó đa số là cao lớn hơn mình quý vị thấy không đó là cái 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 tự nhiên của xã hội nhưng mà đằng này đó cùng là dân Nam Hàn với Bắc Hàn thì dân Nam Hàn nó bây giờ cao hơn dân Bắc Hàn trung bình là 6 cm. Đó, à, anh thấy đó là do một cái xã hội họ đầy đủ, à, họ sống à, có vẻ nghĩa là được thoải mái hơn, à, thành ra vì vậy cho nên bây giờ người họ cao lớn hơn, cùng là là dân tộc Hàn mà Nam Hàn cao hơn Bắc Hàn 6 cm. Yeah. Dạ vâng, anh xin thêm với anh độ thông minh tí xíu đó thưa quý khán giả và vợ phu nhân của tổng thống Nam Hàn này đó bà là một người mẫu và bà, yeah. bà bà đầu tiến sĩ và bà yeah. là giáo sư đại học một người yeah. rất là đẹp được ngưỡng mộ về mặt nghệ thuật bà có học nghề về nghệ thuật nữa anh cho nên ảnh yeah. bà đây đó nó nói lên à, bảo trên mạng ở Việt Nam là vì lý do đó là bà là yeah. người à, ngoại quốc mà tới quý vị yeah. trong khi đó phu nhân của các vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chưa bao giờ mà tới tham cô nhi viện hoặc là làm một cái cử chỉ gì có vẻ xã hội nhân đạo nhân nghĩa nhân tình à cứ làm đạo đức hầu như là họ không để ý tới thì cái hình ảnh này đó nó làm cho các báo ở trên mạng hay ở mạng mạng xã hội đó họ lên tiếng và họ cho rằng là họ ngưỡng mộ cái người vừa đẹp vừa duyên dáng vừa đạo đức vừa có lòng nhân ái vừa có lòng nhân đạo vân vân và vân vân đây là hình ảnh mà chúng tôi muốn nêu lên để thấy là nó khác còn thu nhân của bà này đó là hiện tại là tổng thống Ông là một công tố viên ông là một luật sư một công tố viên cho nên những dân có trình độ mà học thứ thiệt á chứ không có học giả bằng giả đâu đây là thứ thiệt Đây là muốn nêu lên một vài cái hình ảnh biểu tượng vậy thì vậy thì anh biết là các bà Việt Nam làm gì không nè trong khi các ông họp hành thì các bà làm gì theo anh thưa anh các bà lo sân sau ông à, các ông, đó, các ông đó thì ngại ra tên lo sân sau nó nó dính vô thì rất phiền còn các bà đó thì âm thầm có những tay chân đó tiếp tay cho cái việc lo sân sau thành ra trong cái không những các bà mà kể cả thân nhân các bà nữa là, 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 là vấn đề là lo sân sau nhưng mà trong cái chuyện này thì nó lại có một cái chuyện nêu lên có vẻ rất là kỳ cục tức là có cái chuyện là ông tổng thống này cùng với lại coi như là uh, võ văn thưởng đi thăm hồ hoàn kiếm hồ hoàn kiếm tức là một cái hồ nổi tiếng có nhiều di tích có nhiều huyền thoại việt nam thành ra hai ông đang ngồi ngó cái hồ cũng giống như là nam bắc triều tiên trước đây hai ông đang ngồi nói chuyện riêng với nhau thế thì không biết rằng là ông thưởng trẻ có vẻ chắc đến nỗi tiếng anh chắc cũng không đến tệ thành ra hai ông nói chuyện chứ không có thấy thông dịch thế thì có một cái điểm là cái ghế cái ghế dài anh, cái ghế mà ở công viên ghế dài đó thì lại ngồi ngay cái, cái ghế gãy à thành ra người ta cũng đặt cái vấn đề về vấn đề này lắm bởi vì anh biết là những cái lãnh tụ thì có nhiều chuyện để nói mà khi nói thì nhiều người nghe chứ bây giờ tự nhiên ông a ông b vô danh tiểu tốt mà anh anh nói ông này ông té ông vỡ đầu ông chết chả có ai thắc mắc còn đằng này á là tại sao lại cái ghế dài mà hai ông ngồi ngay trước cái hồ ăn kiếm ngó ra nói chuyện với nhau lại làm cái ghế gãy đó trong khi ở đó có nhiều ghế giống như vậy ghế ghế ghế, ghế công viên mà thành ra tôi thấy cái khung á đó, đó thì hai bên là bằng sắt ở giữa là bằng gỗ mà ở giữa nó bị trúng là bị nó bị gãy đó. thành ra người ta đặt vấn đề là cái ủy ban tiết tân đó, đã ẩu tả như thế nào mà sắp xếp để cho hai ông ngồi cái ghế gãy như vậy tại vì tất cả những cái chuyện này đây là an ninh phải đi lót đường trước và tất cả những cái ban về tiếp tân đó là phải tính trước khi mà xuống xe để xuống ở đâu đi như thế nào đến đâu ngồi nói chuyện nó là đóng kịch hết anh ạ một cái sự chuẩn bị chậm chức, chức hầu như ít khi nào có tình cờ lắm nếu mà có tình cờ cũng chỉ là không nói rõ mà làm thôi chứ cũng không có cái chuyện gì mà để nó đi ra ngoài rồi lỡ nó xảy ra chuyện gì thành ra trong cái chuyện này thì nó có cái chuyện là ngồi cái ghế gãy cũng làm cho người ta bàn tán rất nhiều có người thì nói rằng là nó báo động rằng cái cái ghế chủ tịch có bộ không yên chủ tịch nước là có thể bị gãy hoặc à. là có người thì nói là ô oh, ở nhiều nơi trên thế giới người ta hay làm cái hình ghế gãy lắm tức là hai người ngồi cái thì nó tụ vào giữa thì hai người gần gũi nhau hơn <laughs> đó, đó, đó là cái chuyện trong trong tình yêu nó có cái chuyện như vậy nhưng mà đây không phải là vấn đề tình yêu đây vấn đề đây là hai lãnh đạo đây cũng là một cái câu chuyện mà báo chí cũng có đề cập tới khá nhiều yeah. cảm ơn anh Minh bây giờ mình lướt qua một tí xíu để mình đi vào trọng tâm của cái vấn đề mà anh nói tới yeah. cái kinh tế Việt Nam chúng tôi cũng yeah. thương một cái chiếc tàu mà một cái nhân vật ở trong này đó thưa anh và thưa quý thân giả đó là yeah. đây hàng không mẫu hạm của Mỹ đã đến đấy... hải yeah. cảng Đà Nẵng từ ngày 25 tới 30 cái cô này có cái tên là Đoàn Nhật Quyền Trăng Cô này đà. là một à, hải quân của của quân đội của Hoa Kỳ. À cô đà. này là, là trước à, trước đây là con à, rất là trẻ phải không? Toàn à, mà khi mà lên bờ thì cô này là giới trẻ cho nên được đi tiếp xúc với à, mình dùng cái danh từ dân nước là giao lưu đó với các sinh viên đại học thì đây là một cái coi như là ở trong nước học qua là một cái thần tượng mà học bằng cải rất là nhiều cô về cô đoàn nhạc Quyền Trăng là một người trẻ hải quân Việt Nam mà đã uh, trăng tàu chúng ta chỉ đề cập như vậy thôi nhưng mà bây giờ à, mời anh Minh mình có thể đi tới cái vấn đề anh nói cho quý khán giả biết là nhiều người cái nền kinh tế Việt Nam bây giờ nó rất là trì trệ cũng như nền kinh, kinh, tế của Trung Quốc thưa ạ À, giờ, à, thưa với anh là về vấn đề kinh tế Việt Nam chúng tôi nêu lên một vài điểm tổng quát thôi chứ nói về kinh tế thì nó bao quát lắm à, nhưng mà à, chúng ta trải qua bốn đợt dịch thì đợt 1, 2, 3 nó rất là nhẹ và nhẹ tới cái độ là Việt Nam tự hào rằng là bây giờ cái cột điện từ Mỹ nó cũng qua bên Việt Nam luôn mà trên thực tế à, khi mà tình hình ở Âu Châu và nhất ở Mỹ bị nặng đã có một số người Việt Nam về Việt Nam thiệt coi như là để tránh uh, tránh uh, tránh dịch nhưng mà tới cái đợt thứ tư chính vì tự mãn trong cái đợt thứ nhất thứ hai thứ ba quá nhỏ cho nên là không đề phòng đến lúc cái đợt thứ tư nó quá lớn thì coi như Việt Nam chìm trong khủng hoảng đó tới cái độ là phải đưa chuyên viên ở ngoài Bắc và lính vào trong uh, Sài Gòn nữa lúc đó Sài Gòn bị nặng lắm và người ta cho rằng là tại sao phải kéo lính vào Sài Gòn để đi chợ dùng dân thì cái chuyện giải thích nó không có hợp lý ở ngay Sài Gòn nó là quân khu 7 rồi nếu mà muốn kiếm vài chục ngàn quân là cỡ một quân đoàn cũng ra chứ đâu có việc gì và phải kéo hai ba ngàn lính ngoài bắc vào nhưng mà người ta cho rằng là cái kéo lính ngoài bắc vào nó giống như là tập cận bình mà kéo lính ở quân khu miền bắc về để mà giải tỏa bắc kinh tại vì nếu anh lấy người ở quân khu 7 tức là sài gòn thì người ở đó với nhau là họ hàng liên hệ rất nhiều họ sẽ khó mà bắn còn bây giờ từ một cái quân khu khác về mà được tuyên truyền rằng là cái đám này nó nổi loạn đó cho nên thẳng tay thì họ thẳng tay dễ dàng hơn đó là cái dự đo suy đoán thôi chứ còn cái chuyện đưa lính vào để đi chợ dùng thì là thấy phi lý một cái Sài Gòn 10 triệu người bắt dân ở trong nhà với cái lệnh của ông Phạm Minh Chính là ai ở đâu thì ở đó và đi ra ngoài thì bắt buộc phải trích uh, xét nghiệm là âm tính hay dương tính thì người ta cho rằng đó là cái lời quảng cáo và bắt buộc để mà hỗ trợ cho cái Việt Á Đó, Nó lại có dính tới cái chuyện như vậy nữa chứ không phải không Thế thì bây giờ uh, chúng tôi xin uh, nói là Khi cái uh, uh, đợt 4 nó qua Thì phía Việt Nam có vẻ cũng phấn khởi Thôi cái nạn qua rồi thì bây giờ mình bắt đầu lại uh, Cái nền kinh tế từ đây đi lên Và chính ông Đại tướng Công an Tô Lâm đã nói trước Quốc hội Cách đây chừng 3 tháng Tức là kinh tế Việt Nam đang phát triển tốt đẹp, đã vượt qua những cái hệ lụy của cái việc Covid. Đó, đó là cái điều ông Tô Lâm nói. Nhưng mà khi ông Tô Lâm cũng như một số những uh, uh, cán bộ cộng sản Việt Nam mà nói như vậy thì nói thiệt, cá nhân chúng tôi cảm thấy rất là hổ thẹn là họ không có nhìn thực tế gì hết, họ vẫn cứ chém gió, họ vẫn cứ nói những cái con số ảo để uh, tạo cái niềm tin giả tạo cho người, người dân thôi. Đó, ngay cả cái thời bình thường. Mà khi họ nói những con số đó thường thường nó cũng gần gấp đôi cái con số thật, à, ai người Cộng sản cũng biết hết, họ có hai con số, con số để mà báo cáo nội bộ, để biết mà thực, và một con số để báo cáo cho quần chúng, để quần chúng yên tâm. Ví dụ như ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây ông đi các tỉnh đó, thì ông nói tôi đi các tỉnh tôi thấy nơi nào cũng báo cáo 10-12% hết đó, nha. Yeah tất cả các tỉnh đó ông đi tại sao anh phải báo cáo là là địa phương anh là tốt cho nên đầu tư thêm vô chính phủ xin chính phủ giúp đầu tư thêm vô đó. mục đích nó là như vậy và chúng tôi đã làm tốt chứng tỏ như vậy nhưng mà ông nguyễn tân dũng cũng nói nhưng mà cộng cả nước lại thì tại sao nó còn có năm sáu phần tất cả là 10 12 nhưng mà cộng 63 tỉnh thành lại thì nó còn có năm sáu thì anh thấy tức là tỉnh nào cũng nói dốc hết đó. đó thế thì bây giờ trong cái vấn đề này thì cái báo cáo mới nhất của Sở Thống kê của Việt Nam cho biết 6 tháng qua, 6 tháng qua nha quý vị, tức là đầu năm cho tới bây giờ, thì cái mức tăng trưởng là 3,75%. Đó là nhà nước báo cáo. Thế thì nó cũng thua xa cái con số 8, mấy phần trăm của Tô Lâm. Bây giờ thêm 6 tháng nữa nó cũng khoảng đó. À. Bây giờ vấn đề chúng tôi xin giải thích một cái câu chuyện mà nó có vẻ hơi khó hiểu. Tức là tại sao sau khi Covid rồi thì kinh tế Việt Nam hiện tại xin nói thẳng là u ám hơn cả cái thời Covid. Đó, đó là chuyện tại sao nó lại kỳ cục như vậy. U ám hơn cái thời Covid thì chúng tôi xin giải thích như thế này. Khi ba cái Covid đầu không đáng kể nhưng mà cái Covid thứ tư rất là nặng và dân bị cấm đi vân vân hàng hóa những cái chuỗi cung ứng bị đứt rồi buôn bán không được hàng bị ứ động ở cửa khẩu tàu nó không cho qua đủ thứ chuyện khó khăn hết nhưng mà nói chung thứ nhất tôi nói về giới doanh thương họ doanh thương thì đương nhiên họ cũng có còn hàng và có vốn ít nhiều thì họ đã chịu đựng trong suốt một cái thời gian ít nhất là một năm rưỡi cao điểm của cái covid kỳ bốn thế thì khi cái covid bốn nó hết á thì thưa quý vị phần lớn họ cũng hết vốn luôn tức là họ chịu đựng tức là tôi đang buôn bán đàng hoàng như vậy tôi gặp một cái biến cố thì tôi còn tiền tôi còn vốn chịu đựng được cái biến cố này khoảng một năm rưỡi thì khi cái covid nó chấm dứt thì đồng thời tôi cũng bị cạn vốn đó là nói về doanh nhân tức là ngay cả bây giờ tôi có mua được hàng về tôi còn ít tiền tôi mua hàng về thì nó lại thêm yếu tố thứ hai đó là người mua người mua cái mãi lực nó xuống thê thảm anh nhớ rằng là cái lúc mà covid lên cao điểm đó ba triệu người đã bỏ phố về quê đó là những người từ quê lên tỉnh làm ở trọ rồi đi làm mà bây giờ không có việc không trả được tiền nhà nợ nợ, nợ tới ba bốn tháng rồi ăn gói về quê tổng số người về như vậy là 3 triệu mà cái số người trở lại đó không biết có được 5 tới mười không đó là nói về cái người dân thì làm họ có tiền đâu mà họ họ đi chợ anh thấy không rồi cái thứ ba nữa là các hãng xưởng. Các hãng xưởng là trong thời gian qua cũng chết lên chết xuống, bây giờ bắt đầu mà phát triển trở lại thì cũng không có công nhân, thiếu công nhân. Trong khi một số công ty thì mất hết những cái đơn đặt hàng, thành ra lại phải sa thải công nhân đợt 1, đợt 2, đợt 3. Nói chung là tình hình những cái cái cái, cái 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 mũi nhọn kinh tế đó đều gặp khó khăn hết. Cho nên rằng là chúng tôi thấy ở việt nam có những anh chuyên môn làm uh, video trên youtube anh bằng cách gì gắn một cái camera ở trước cái xe gắn máy chạy vòng vòng các phố thưa quý vị đây là đường lê lợi ngày xưa nó như thế nào ngày nay nó như thế nào hai bà trưng các đường hàm nghi nữa, kể chuyện cho quý vị nghe thì trong đó người ta chú trọng nhất là cái gì bây giờ những cái con đường lớn những con con đường chính những con đường được coi là sầm uất nhất đất vàng của hà nội ở uh, sài gòn mà kể cả hà nội cũng vậy nữa bây giờ vắng tay nghe tức là cái số cửa tiệm đóng cửa đó anh có thể tưởng tượng là ít nhất là 50 60 còn nhiều lên tới 90 những con đường mà sầm mất lâu nay thì bây giờ đóng cửa hàng loạt như vậy mà những tiệm mà còn lại mở đó là cũng bởi vì ở nhà thì chán quá thì ra ra ngồi ngồi rồi tới chiều đóng cửa lại đi về thôi tức là cũng không có khách hàng bao nhiêu hết chúng tôi đã xem kể cả ở trong chợ biến thành thì tương đối còn có mỗi cái chợ biến thành thì phục hồi được độ 6 trăm chứ trước đây cũng đóng cửa 7 trăm luôn bây giờ thì phục hồi tại vì hết nơi đi rồi những cái chợ chung quanh nhỏ 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 đó xưa giờ còn có người đi bây giờ thì cũng không có ai đi hết thành ra người ta đi cái chợ Bến Thành thì tương đối là cái chợ Bến Thành phục hồi được phần nào đó đó thành ra đó là chúng tôi nói về vấn đề doanh nghiệp vấn đề mãi lực và tiếp theo chúng tôi xin nói tới cái vấn đề nhà cửa đây là một cái hiện tượng lạ mà nếu chúng ta coi một loạt rồi chúng ta mới thấy rằng nó là một cái hiện tượng kinh khủng ở tại việt nam theo như anh bách anh nghĩ ở việt nam mình có bao nhiêu cái biệt thự tức là những cái loại biệt phủ đó những cái nhà cao cấp sang trọng đó có khoảng bao nhiêu căn mà bây giờ đang bỏ trống anh có tưởng tượng không vấn đề là đang bỏ trống thì ngoài cái khu phú mỹ hưng tôi cũng có coi đó tức là lấp đầm lầy mà làm chặn nước làm cho nước tràn vô thành phố vân vân thì cái phú mỹ hưng á thì có thể nói là nó hoạt động được khoảng bảy tám nhưng mà ở đó là nhà giàu không à thì nó có vài cái cơ sở thương mại để cung cấp cho cái khu đó thôi thì cái khu đó tương đối còn sinh khí còn ngoài ra khắp cả nước tức là vài chục khu cho tới có khi năm bảy chục khu mà xây dựng thành những cái chung cư à, gọi là những cái thiên đường đó những nhà sang trọng giá chót là cỡ 500 000 đô la cho tới những căn nhà sang giá 2-3 triệu đô la. Thì anh tưởng tượng khắp nước mình như vậy. Hàng ngàn cái binh đinh như vậy. Và hàng ngàn cái biệt phủ riêng biệt như vậy với những cái mảnh đất rất rộng rãi. Thì bây giờ đang ở trong tình trạng bỏ trống. À, anh có thể tưởng tượng không? Thay vì anh nghĩ, ô cái nhà ngon quá, giờ bán cao không được thì thôi bán thấp làm sao để cho lấy tiền chứ. Đằng này bây giờ đó, hàng chục ngàn căn nhà như vậy mà người ta ở trong cái cơn sốt đất tức là họ biến những cái đất ruộng thành ra đất thổ cư và ruộng mà mênh mông như vậy họ cất lên những cái binh đinh ba chục tầng bốn chục tầng một cái công ty chẳng hạn như vậy nó đưa ra một cái dự án không thôi nó có thể nó cất năm chục cái căn như vậy đó mà mỗi một cái căn có những cái loại thấp cho là biệt phủ riêng rồi có những loại chung cư hạng sang đó hai ba chục tầng như vậy mà bây giờ tính ra đó hàng chục ngàn căn nhà như vậy giá từ nửa triệu cho tới hai ba triệu bỏ trống tại vì sao tất cả những cái nhà đó, đó trong cái cơn sốt đất nó là những món hàng để buôn bán đầu cơ bởi vì cái lý luận của mấy cái anh đi dụ hay lắm cái quả đất nó đâu có nở ra nhưng mà dân mình thì nó cứ tăng anh nhớ không cho tới 75 á, miền Bắc là 21 triệu miền Nam 17 triệu mình có 38 triệu rồi. mà bây giờ nó lên gần gấp 3 nó lên 100 triệu rồi người thì càng ngày càng tăng cho nên là số người kiếm nhà là càng ngày càng nhiều nhưng mà đất nó không nở ra cho nên anh mà có đất thì mỗi ngày nó mỗi lên giá trong khi đó đó khi mà cái bong bóng đất nó nổ rồi đó thì tôi có mua nhà hay là tôi có đầu cơ nhà thực ra là để tôi bán kiếm lời chứ không phải là tôi mua mà tôi vô ở đó bởi vì những cái đất mà sát trong thủ đô cũng có nhưng mà ít thôi đa số là nó ở ngoài ven đô nó cách chừng năm mười cây số bây giờ là mấy chục ngàn căn nhà như vậy bỏ trống. Có nghĩa là anh đã đầu tư hàng chục tỷ đô la nha anh, hàng chục tỷ đô la, anh quăng xuống đất và bây giờ nó nằm ở đó. Không làm cái gì hết, không làm cái gì ra lời. Hết. Bây giờ thí dụ anh có một căn đi, mà nếu mà anh giàu anh có 10 căn đi, thì đôi khi đó là cái 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 chủ đầu tư cũng phải thế chấp để vay ngân hàng. Rồi chính anh, anh mua anh cũng vay ngân hàng. Rồi bây giờ không bán thì được, không nhúc nhích gì được hết. Thì tiền đâu? mà bây giờ nó thành cái nhà mà cái nhà đó nhiều khi đó lại làm mới có 90% thôi là bề ngoài thôi còn bên trong á vách viết chưa 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 chát chưa gì hết để cho chủ tự vô đầu tư thế thì có những công ty nó lập ra dự án bây giờ mình thí dụ nha nó lập ra dự án nó cất 500 căn thế thì nó, nó chỉ có một số tiền nó thế chấp ngân hàng để nó có một số tiền nó xây thôi thì trong khi nó xây như vậy nó quảng cáo để thiên hạ có uh, coi như đặt cọc Đặt cọc 20% 20% thì nó lấy những cái tiền đó thì nó mới xây cất hoàn toàn được nhưng bây giờ cái số người đặt cọc không có đủ không có đủ cho nên xây nửa chừng đó cột tường vách xong rồi hết tiền mà nó bỏ trống có những nơi là 15 20 năm nay rồi anh tưởng tượng là nhìn nhà mênh mông mà nhìn ra đó nó có thể lên tới mặt tỷ mà tất cả toàn quốc nó lên tới hàng chục tỷ đô la mà bây giờ bỏ không Tại vì nhà mua là để bán lại kiếm lời Chứ không phải là họ mua để họ ở Bởi vì tiền đôi khi họ cũng không có đủ 1-2 triệu để họ mua nữa Họ không phải là đại gia Nhưng mà họ thế cầm cái nhà sổ đỏ đang có Để vay tiền để đầu tư vào cái này Đó, để hy vọng là khi giá nó lên một cái thì bán Nhưng bây giờ tất cả cái vỡ đất là nó xuống Vì cái Covid nó đánh sập hết cái mãi lực của dân chúng Cho nên là tất cả những cái căn nhà đó bị chung ảnh hưởng Cho nên nó có những cái câu là nhà giàu bây giờ cũng khóc hoặc là những thành phố ma ở Sài Gòn, Hà Nội và khắp các tỉnh. Thành ra có thể nói là cái thị trường địa ốc đóng băng mà không biết bao giờ mới giải tỏa được. Mà nhà để đó có những cái xây xong rồi, có những cái xây nửa chừng cột cột lên tới 4 năm tầng rồi. Bây giờ bỏ không, bỏ không 10 năm, 15, 20 năm nay rồi thì anh tưởng tượng cái tình hình nó như thế nào. Đó, thì đó là cái mà chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng quý vị có thể kiểm chứng cái này, điều này rất dễ dàng. Bởi vì lên Youtube đó, thì rất nhiều người làm những cái youtube quay về những cái đó bây giờ họ quay bằng drone uh, 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 kem luôn anh camera của drone ở trên bay bay trên cho nên chúng ta nhìn được toàn cảnh rộng lắm có người thì đi xe gắn máy vừa ở dưới mà vừa drone ở bên trên nữa. Đó, đó. thì đại khái chúng tôi muốn nói vậy còn về cái vấn đề chứng khoán thì cũng vậy chứng khoán đó, cũng là một cái trò đầu cơ cho nên rằng là lời có thể cũng rất nhanh nhưng mà nó là thao tác Tức là nó cố tình đẩy nó lên như vậy. Thì giống như thằng cha luyến đó, đó. Anh nhớ năm ngoái 2022, mình có khoảng 8 tỷ phú, thì hết 4 tỷ phú vào tù. Hầu hết là vấn đề đất và chứng khoán. Thì bằng cách rằng là nó tung tiền ra để nó đẩy giá chứng khoán lên. Anh thấy không? Bây giờ mình thí dụ thôi, một cái cổ phiếu giá là 1 ngàn rồi nó lên ngàn rưỡi nó lên hai ngàn nó lên ba ngàn nó lên năm ngàn trời ơi anh thấy nó lên vù vù sướng quá sướng quá trời ơi tại sao mày không mua đúng không hôm trước mày mua là bây giờ là mày ngon rồi thành ra thiên hạ nhảy vào mua thì cái cái đó đó là do những cái thằng giàu đó nó tung tiền ra nó tạo cái giá ảo giống như tụi tàu vẫn làm và đến khi mà cái giá nó lên tới trời rồi đó thì chính thằng này cái số chứng khoán của nó nó đem ra nó bán hết và thiên hạ đang mua mà đang mua vào mà đang ăn ngon bán hết nó bán hết xong nó ôm nó chạy thì lúc đó cái bong bóng bọt nó bể thì bây giờ anh ôm một và ăn cái chứng khoán mà anh nghĩ là một cái chứng khoán đã giá là gấp 10 lần cái cái ngày đầu thì bây giờ là nó tụt xuống dưới thấp hơn cả cái ngày đầu nữa tức là coi như là một cái trò lừa bịp ở trên mạng thì à, hầu hết là cái tình trạng đó thành ra chứng khoán cũng bể địa ốc cũng bể thị trường thương mại bình thường anh coi tôi coi quay khoảng một chục cái chợ ở bên Việt Nam đó chợ cũng vắng tanh đó có nhiều khi hàng có mà chỉ có bà chủ ngồi ngáp thôi chứ không có khách hàng tại vì dân bây giờ cũng đói và ba cái triệu người mà bỏ phố về quê đó bây giờ là họ ở quê chứ họ đâu có ở tỉnh đi làm mà có tiền nữa thì chúng tôi xin phát sơ về cái tình hình kinh tế như vậy cho nên cái sở thống kê đưa ra là ba bảy mươi thì theo như chúng tôi nghĩ đó may ra mới được một nửa như thế này. Chứ nếu không thì chỉ may ra 1-2% thôi. Đó là may ra. Chứ còn nhiều nước như ngay như nước Nhật cũng là đang phát triển âm này. Nước đức, đức cũng phát triển âm này. Có một số nước đỡ. Nhưng mà Đức, Nhật, Mỹ vân vân cũng là gặp rất là nhiều khó khăn. Thì anh Việt Nam mà anh ngồi anh mơ là 8, mấy phần trăm thì đó là là chém gió mà thôi. Và bây giờ 6 tháng thống kê ra là 3,75. Nhưng mà theo tôi thực tế chỉ từ 1-2% mà thôi thì đó là xin nói sơ về vấn đề kinh tế ở tại Việt Nam như vậy. Yeah. Dạ vâng, thứ anh thì cái chủ cung ứng đó một số các doanh nhân của ngoại quốc của phương Tây đó, hay à là Mỹ đó, họ ừ. giờ từ ở Trung Quốc để mà họ qua các nước khác, trong đó nè. cái điểm tới đó là Việt Nam. Nhưng mà dạ bây giờ cái tình trạng hiện tại Việt Nam như vậy họ khó khăn và cái phương thức của Việt Nam anh biết là cái doanh nhân mà trước đây đó một cái phái đoàn mà đi tới Hồng Mậu cũng thăm Việt Nam tức là của Mỹ trên 200 ừ. công ty à, trên 50 công ty 54 công ty nhưng mà cuối cùng khi tới đó thì anh thấy là với cái hoàn cảnh như thế này họ cũng không đáp ứng được Mỹ Đấy. mà họ kéo tìm cách kéo Việt Nam về phía Mỹ bởi vì bằng cách là những cái công ty đại công ty họ tới Việt Nam nhưng mà bây giờ là Ấn Độ là ban giao với Mỹ Và Mỹ là ký với Ấn Độ Có nhiều cái hiệp ước uh, Về vấn đề thương mại Về quốc hoàng, về y tế Nhiều vấn đề lắm Vậy thì Việt Nam có phải là điểm tứ Để cho các công ty Những công ty khi rút khỏi Trung Quốc không anh? À, thực ra cái số rút khỏi Trung Quốc Là bao nhiêu phần trăm thì chúng tôi không rõ Nhưng mà khi họ rút khỏi Trung Quốc Thì đúng như anh nói là Họ có ý định đi một số quốc gia và đặc biệt kể cả Nam Mỹ nữa anh Rồi yeah. Ấn Độ là một cái thị trường Thì ai cũng biết bây giờ dân số Cao hơn cả Trung Quốc rồi Đó bây giờ Ấn Độ là số 1 rồi Và Việt Nam á, thì lâu nay Cũng kể như là tạm được Nhưng mà cái tình hình hiện tại Thì đang là thê thảm Thê thảm là bởi vì công ty của anh á, Là mất đi nhiều cái cái Đơn đặt hàng lắm rồi Do cái lộn xộn vừa qua thế giới cũng xuống à, Ngoại nhập mà hàng hóa Cũng xuống tất cả đều xuống hết thành ra cái tình hình là tình hình chung luôn nữa chứ không riêng Việt Nam rồi Việt Nam lại có cái đặc thù riêng của Việt Nam nữa là ba triệu người đã bỏ về rồi thành ra bây giờ công ty anh mà có mạnh thì cũng thiếu người mà công ty anh đông người bây giờ thì anh đang phải thải người ra bởi vì cái đơn đặt hàng nó, nó giảm cho nên với những công ty mà gặp khó khăn ở Trung Quốc thì đồng ý thí dụ như Hàn Quốc đó nhắm Việt Nam là cái đất tới cho nên ông tổng thống của Hàn Quốc mới kéo đông qua như vậy nhưng đó cũng chỉ là một trường hợp trong cả một cái tổng thể thôi nó còn tùy cái biến chuyển của tình hình thế giới bây giờ mình thí dụ thôi thí dụ giả thiết thôi nếu mà tình hình biển đông nó dậy sóng thì sao thí dụ vậy lỡ nó dậy sóng thì sao cũng như cái chuyện ai biết trước là là nga đánh ukraine đâu nhưng mà giờ lỡ nó dậy sóng mới đây anh thằng trung quốc nó ra những cái lệnh về vấn đề luật đánh cá thành ra nó mở rộng cho tàu đánh cá nó đi đánh cá rồi lấn vào những cái hải phận của việt nam và đã xảy ra những vụ mộ nổ súng Tàu hải cảnh Việt Nam đã bắn một cái đoàn tàu 30 chiếc của Trung Quốc, 6 chiếc chìm Và bên Trung Quốc cũng phản ứng lại là có một uh, uh, binh sĩ hải quân Việt Nam chết. Tức là mới đây thôi là vừa có nổ súng nữa. Chứ không phải chỉ có tàu lẫn ép nhau không thôi mà có nổ súng. Tuy là nhỏ, nhưng mà nó cũng là cho thấy rằng tình hình không phải là bình thường. Thành ra nếu mà xảy ra một cái chuyện gì ghê gớm, thì cái vấn đề lại có khi phải dọn đi. Và trước đây đó, người ta rủ nhau người ta vào Trung Quốc vì đất rẻ nhân công rẻ nhưng bây giờ thì nó lại phải có một cái câu châm ngôn của Việt Nam là không bao giờ để tất cả các trứng trong một giỏ đúng không anh làm ăn anh nên chia ra hai ba cái để lỡ một cái bị cái chuyện gì nó sụp thì những cái khác còn đừng để bốn hết vào chung một giỏ tức là trứng á, mà cái giỏ nó nó rớt nó bể thì coi như là bể hết trứng thì tiêu hết thành ra đó là cái câu châm ngôn của Việt Nam làm ăn là phải chia ra chứ không nên giữ một cái thành ra tạm thời bây giờ Việt Nam cũng là điểm đến nhưng mà nó cũng không có phải là dễ dàng và ngon lành nếu mà cái mãi lực của Việt Nam đời sống của đất nước Việt Nam đó là anh nên nhớ rằng xuất cảng gạo thì xuất cảng gạo nhưng mà các tỉnh Thanh Hóa Nghệ Tĩnh vẫn thiếu gạo nha mỗi thi thiếu mà xin chính phủ gạo đều đều chứ không phải là mình đủ gạo ăn đâu cái chuyện mà thằng bán nó có lời nó vẫn cứ lấy gạo nó bán về nhà nước đứng ra bán mà anh dân đâu có được bán đâu đang ngoại quốc đó còn tỉnh nào thiếu thì lại, lại làm đơn xin chuyện đó là chuyện khác thành ra Việt Nam chưa phải là ăn đủ đâu tất cả ăn đủ đâu một số tỉnh năm nào gần Tết cũng phải xin chính phủ đó là viện trợ thêm cho ít ngại chục ngàn tấn gạo để mà giúp cho người dân không đói trong những cái dịp Tết nha yeah. Như vậy thì thưa anh là cái điểm tới mà có cái doanh nhân họ đầu tư, cái cơ chế của cái chính phủ đó họ có đặt lần lây hàng ưu tiên không? bởi vì cái cơ chế đó thứ nhất là những cái dân làm ăn họ muốn chỗ nào mà yên ổn không có lộn xộn không có cái sự phức tạp à, biểu tình thế này đình công nhưng mà đối với Việt Nam á, thì chúng ta biết là đối với các Việt Nam đã ký cái hiệp ước với EU với uh, Hoa Kỳ hoặc là các cái định chế khác á, thì người ta bắt buộc là phải có nghiệp đoàn tư nhân thì Việt Nam hiện tại không có cái nghiệp đoàn tư nhân nghiệp đoàn của các công ty không có mà tức chỉ... là trên nguyên tắc là Việt Nam phải tiến tới cái đó nhưng mà Việt Nam cứ lừng tình Tại vì sao? Cái vai trò bây giờ của các nghiệp đoàn quốc doanh đó nó chiếm coi như là 7 phần nhân công. Và cái giới quản lý đó là giới cán bộ. Thay vì hợp tác xã thì anh cũng làm cai, anh đứng anh chỉ tay nắm ngón. Bây giờ anh coi nhân công thì anh cũng chỉ tay nắm ngón. Và cái đặc biệt nhất, cái hèn hạ nhất của cái đảng Cộng sản là ăn lương của tư bản. Đúng không? Ăn lương của tư bản để đàn áp chính nhân công của mình các anh yên trí làm đi chăm chỉ làm đi đừng có đòi hỏi cái này nhiều cái kia bởi vì anh này là nghe lệnh của chủ đó để mà làm sao giữ cho cái đám nhân công đừng có nổi loạn đó thành ra mà ai vào cái vai trời đó cán bộ cộng sản đứng cái vai cai thầu đắc lực cho tư bản đó là một cái chuyện mà các bác Lenin không bao giờ nghĩ tới tưởng là lật tư bản rồi xây dựng một thiên đường xã hội chủ nghĩa hóa ra bây giờ lại sống nhờ vào tư bản là chính những anh cán bộ vẫn không có chuyên môn vẫn không có bằng cấp và không bắt tay làm việc trực tiếp cái gì hết mà chỉ có chỉ tay năm ngón để mà ép nhân công đó, chịu uh, tất cả những cái quy luật của tư bản nó đưa vào đó, đó là cái tình trạng của Việt Nam bây giờ cho nên là khi mà Việt, uh, các nước uh, thể chế đòi có cái nghiệp đoàn tư nhân là như vậy Việt Nam nói vậy chứ rồi nó cũng là trá hình không? nó sẽ giả là những nghiệp đoàn tư nhân cũng giống như là mặt trận giải phóng miền Nam vậy thì những hàng lãnh đạo vẫn là cán bộ miền Bắc thôi thành ra cái đó là cái vấn đề danh nghĩa thì thằng Việt Nam là chuyên môn chơi trò lừa thôi, đó. nó chấp nhận những cái điều khoản đó để nó thông qua những cái hiệp định, nó bán hàng chứ còn thực tế thì nó chả bao giờ nó tôn trọng, không bao giờ nó làm cho người khác ăn hết nó làm là làm cho nó thôi. Làm, bây giờ để gần còn ấy thuốc còn lại đó, xin anh có thể kết thúc chương trình và cũng có thể nhìn cái vấn đề, chúng ta thấy Việt Nam á, là uh, Mỹ chú trọng rất là nhiều, à sau khi mà uh, lần trước chúng ta có phân tích. Á, thì anh thấy là ở hải cảng Cam ranh á, thì tàu yeah. phải um, hàng không mẫu hộp nhỏ của 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 nhật đã vào Cam ranh rồi bây giờ là yeah, ổ của mỹ ronald Reagan yeah. đây là chiếc thứ ba vào yeah. mà trong khi đó thì ông phạm minh chính phải đi qua ở gặp gỡ với giới chức của trung quốc cái điều đó chứng tỏ là họ muốn tìm hạ nhiệt tức là hàng không mẫu hợp vào chắc là không có gì chắc là có những cái thương thảo để tới mà uh, phải uh, báo cáo với đàn anh Vâng, vâng, và vâng, thì anh nhận định về cái tình hình của Nà, vâng thì cũng có nhiều tin đồn là có thể tới cuối năm nay thì Việt Nam với Mỹ sẽ trở thành đối tác chiến lược nhưng mà đó là tin đồn thôi hoặc là sau cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng nếu có thì cũng xin thưa với quý vị là hàng không mẫu hạm mà Ronald Reagan đó căn cứ là ngay tại Yokosuka là ở Nhật Bản này nè tức là ở phía Nam Yokohama khoảng 10 cây số là căn cứ hàng không mẫu hạm của uh, Ronald Reagan ở đó đó thì đây là chiếc thứ ba của Việt Nam đến thăm còn cái tàu của Nhật Bản đó quý vị thì nó có nhiều tên gọi khác nhau có khi thì nó gọi là hàng không mẫu hạm trực thăng có khi nó gọi là khu trực hạm trực thăng mà nó là một cái loại tàu gọi là tàu đổ bộ cho nên đối với ngôn từ của Nhật có khi họ gọi là hộ vệ hạm và thường thường cái loại này đó của Nhật đó là một chiếc 20 Izumo là chiếc lớn nhất là 27.000 tấn và một chiếc Nia yeah, Gia yeah, thì nó khoảng là 19.000 tấn. Hàn Quốc cũng có, Pháp cũng có, Mỹ cũng có. Mỹ có 10 cái hàng không mẫu hạm nguyên tử uh, thế hệ Nimitz. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có 90 chiếc hàng không mẫu hạm cái kiểu mà đổ bộ như vậy. Tức là cái kiểu nhỏ, nhưng mà nhỏ đối với với Mỹ thôi thì cũng khoảng 30-35.000 uh, tấn. Thành ra Nhật làm cái loại đó với một cái sản phẳng và có thể chứa cái chiếc lớn đó là chứa được 14 cái trực thăng còn cái chiếc nhỏ thì chiếu 11 cái trực thăng và bây giờ cả hai chiếc đó đều được sửa lại để làm chi để cho máy bay F 35 B là cái F 35 cho hải quân đó, Mỹ mua của Nhật có thể đáp xuống được thành ra nhìn xa đó anh ạ à, nhìn xa nó cũng y những cái hàng không có hạm bởi vì cái sàn nó phẳng mà rồi nó có một cái đài điều khiển thôi anh ra nhìn xa thì anh thấy nó cũng y như một cái hàng không có hạm vậy nhưng mà chỉ có lại nhìn gần thì nó ít máy bay thôi nhưng bây giờ ngoài trực thăng thì nó sẽ đậu cả F-35 nữa. Đó, F-35B. Còn bên trong hầm nó là tàu há mồm. Nó chở được xe tăng bên trong và quân lính ở bên trong. Có thể nó chở một trung đoàn chẳng hạn 1 ngàn, 2 ngàn người hoặc là 2, 3 trung đoàn ở bên trong. Thành ra cái loại đó là loại tàu đổ bộ. Còn cái loại tàu mà hàng không có hạm mà chính thức của Mỹ là loại lớn đó. Thì khi nó đánh á, là nó đậu ở xa chứ nó không có sát bờ đâu. Bởi vì bảo vệ cái nó là cả một vấn đề không có dạy gì đến gần bờ để mà bị còn cái này là đổ bộ luôn vừa vừa đánh vừa tấn công ở đường rồi đổ bộ lên đất liền luôn đó là cái loại nhỏ thì mỹ cũng có khoảng chín mười chiếc tức là ngoài chín mười chiếc là hàng không mẫu lớn nó còn có chín mười chiếc nhỏ hoặc là nó dùng để làm vận tải trên chợ ấy ví dụ như thời chiến tranh việt nam đó tôi đi ngang bến bạch Bằng ban đêm ấy, thì tôi thấy cái chiếc này trên toàn là máy bay không phải, máy bay chở từ mỹ qua đó những cái máy bay, bay Skyder hay trực thăng thì nó chở từ mỹ qua nó đưa lên đến bến mạch đằng xong rồi nó kéo về tân sơn nhất đó là cái loại tàu như vậy nha yeah. thì uh, thưa quý vị uh, đúng ra thì chúng tôi cũng xin thêm một chút xíu nữa thôi là chúng tôi nói về cái tình hình mà bão lụt ở bên trung quốc thưa quý vị là thông tin cũng có nhưng mà chính thức nhà nước đưa ra rất là ít còn thông tin của các hãng thông tấn và của các mạng xã hội họ đưa lên thì phải nói rằng là kinh hoàng không phải là hàng thế kỷ mà hàng chục thế kỷ mới có một lần như vậy tức là hàng năm vào mùa hè luôn luôn là mưa gió bão ở khắp mọi vùng đông nam á này ai cũng bị hết nhưng mà trung quốc là hai hai nghìn hai ngàn, đã bị rồi bây giờ lại bị và vào lần này là nặng nhất rất nhiều đập đã bị vỡ và hàng trăm con sông nước đã vượt cái mức quy định rồi riêng cái mà người ta chú trọng nhất là cái đập tam hiệp thì mực nước của nó đó, tối đa là 145 mét. Bây giờ nó lên 175 mét rồi. Vượt mức quy định 30 mét. Và chỉ còn có 6 mét nữa là nó vượt luôn cái đập. Và bắt đầu nó có những cái dấu hiệu nứt. Bởi vì cái khối lượng nước nó quá lớn như vậy. Này. Thì nguyên cái chuyện mà khối lượng nước lớn quá lớn như vậy. Nó có thể sinh ra động đất nhân tạo nha anh. Tức là giống như anh có một cái chậu vậy đó. Anh chứa nhiều nước quá thì nó ảnh hưởng tới cái nền đất. Ở đây nó lên tới hàng tỷ mét khối là ảnh hưởng tới nền đất ở miền trung mình cách đây vài năm nó cũng cứ thỉnh thoảng động đất cấp 2, cấp 3, cấp 4 vân vân đó. đó là do vấn đề những cái đập thì ở, đây cũng vậy cái đập tam hiệp nó đã có thêm những vết nứt và người ta đang lo ngại hiện tại đó là 2 phần 3, đặc biệt là phía nam và đông nam của nước tàu là bị bão lụt và có thể nói là 300.000 người dân đang bị ảnh hưởng và khoảng 30.000, 30 triệu người là mất nhà cửa. Và cái đặc biệt nhất là có khoảng 3 triệu áp sát biên giới Việt Nam và đòi qua Việt Nam lãnh nạn. Tại vì nhà cửa họ tan hết rồi. Nghĩa là sóng gió nó đánh tan hết luôn. Mà vừa gió, vừa bão, nhá, vừa lũ, rồi lại thêm động đất nữa. Thành ra nhà cửa sụp đỏ hết. Thế thì bây giờ họ qua, mà qua 3 triệu làm sao nước mình chứa. Cho nên là Công an Biên phòng đã được lệnh phong tỏa không cho qua. Và chính Tập Cận Bình phải sai thủ tướng Lý Khắc Cường qua Việt Nam nói chuyện, nói là cùng anh em xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì hãy giúp uh, uh, Trung Quốc trong cái lúc này chứ bây giờ dân chúng người ta hết đường chạy rồi người ta phải chạy qua Việt Nam thế nhưng mà Việt Nam thì nói cái số lượng người lớn quá như vậy thì chúng tôi không chứa nổi, đó thành ra nó lại có cái chuyện là chuyện ở bên tàu mà tự nhiên bây giờ nó lại dính tới Việt Nam 3 triệu người đòi qua Việt Nam và có những cái toán là nó xâm nhập và lậu, anh biết rằng là mình có khoảng chừng 10 cái cửa khẩu đối với hai biên giới. Nhưng mà cả một biên giới dài trăm cây số mà 10 cửa khẩu đi ăn thua gì. Những cái khúc rừng á nó đi bằng những cái khúc rừng nó đi ngang qua. Đó. Thì đó là nếu mà quý vị có thể giờ thì xem những cái nạn lũ lụt ở bên Trung Quốc khủng khiếp lắm. Và nếu một ngày nào đó mà có cái tin đập tam hiệp vỡ thì cũng không có gì lạ. Và nguyên cái đập tam hiệp mà vỡ đó thì sẽ ảnh hưởng tới người dân ở vùng hạ lưu ít nhất là ba 30 cái 50 triệu người dân bị ảnh hưởng Đó. thì chúng tôi xin uh, tóm tắt uh, cái phần kết uh, cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay một chút tin về vấn đề uh, bão lụt và động đất ở bên uh, Trung Quốc nếu mà quý vị có thể giờ quý vị theo dõi cái điểm đặc biệt nhất là nhà nước rất ít loan tin mà lại lái dư luận sang một cái chuyện khác thí dụ như là đất nước chúng ta đẹp lắm vừa mới qua lũ lụt là bây giờ cái chỗ này đẹp Thứ hai nữa là chiến tranh Ukraine, tình hình thế giới, đem những cái tin ở đâu đâu trời đất đem vô để mà đánh lạc hướng, định hướng, không cho người ta nghĩ tới cái thiên tai, mà không có những cái báo cáo về thiên tai. Cho nên nhiều nơi nhiều khi họ bị mà đến lúc họ bị rồi họ mới biết, chứ còn nhà nước không thông báo gì cả. Đó là cái chính sách tuyên truyền định hướng của tất cả các cái nước độc tài toàn trị nó là như vậy. Yeah. Dạ vâng qua sự trình bày của uh, học giả đỗ thông minh chúng tôi xin phép được khép lại chương trình ở đây trước khi dạ. chia tay với quý khán giả chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần bình an uh, bên gia đình và người thân và cũng xin mong quý vị là hỗ trợ bằng cách quý vị subscribe like và share chương trình cho bạn bè và thân hữu xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới chào anh đỗ thông minh dạ vâng uh, xin chào tất cả quý khán giả và uh, chào anh uh, nguyễn hoàng bách yeah xin gặp lại kỳ sau ạ